Xin chào tất cả các bạn, xin chào cộng đồng người âm nhạc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu được các bạn một phần mềm mới phát hành của một hãng rất nổi tiếng, đó là hãng Stemwood. Đây là tên phần mềm này, VT-Lite Pro, một phần mềm chuyên dụng để dành cho các ban nhạc biểu diễn trực tiếp ở trên sân khấu. Đây là cái bản mới ra, mình đã test thử thì nó có một số cái lỗi nhỏ trong thao tác, một số cái hơi bị chậm. Tuy nhiên thì xu hướng trong tương lai thì có thể là phần mềm này sẽ rất được ưa chuộng, mình cảm thấy nó khá là nhẹ khi mà live ở trên này. Đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu qua về phần mềm này và hướng dẫn các bạn setup một cái project hát livestream ở trên này. Nhìn sơ bộ về giao diện thì các bạn có thể thấy nó cũng không có khác biệt nhiều so với những phần mềm thu âm làm nhạc của hãng này trước đây, ví dụ như là Cubase hay là Duendo, vẫn là cái trình duyệt bên phải này với hệ thống nhạc cụ và hiệu ứng Media Bay. Với setup hub livestream thì các bạn chỉ cần quan tâm cho mình hai cái biểu tượng này, đó là track và mixer. Đó. Thì đầu tiên để setup một cái project có thể phát trực tiếp được, có thể đưa được cái hệ thống âm thanh đã qua chỉnh sửa lên các trang phát trực tiếp hoặc là tùy mục đích các bạn, thì các bạn cần cài thêm một cái phần mềm nó tên là Acerin Pro. Thì cái cách setup thì nó cũng giống như tất cả các phần mềm thu âm làm nhạc khác như Cubase, Studio One, Duendo, vân vân. Thì các bạn cũng setup, các bạn nhìn thấy cái biểu tượng này, cơ bản thì nó giống nhau. Đấy. Ở trên này ấy, thì các bạn sẽ tạo ra cho mình hai track, một track là vocal và một track là âm nhạc. Đầu tiên thì các bạn setup cái đường in out ra cho nó, thì các bạn sẽ vào phần này, các bạn vào cái phần này thì chọn cái mic, cái đường cái mic vào mono này. Đấy. Check âm nhạc thì các bạn chọn một cái thêm một cái link 3 link 4 stereo 3 4. Đấy. Như vậy thì sau đó thì các bạn kiểm tra ở trên cái bản điều khiển của Acerin Pro, nó sẽ xuất hiện lên hai đường 3 4 nữa. Thì các bạn kết nối số 1 3 2 4. Đó. Chỉnh buffer size trùng với sao cao của các bạn. Nó phụ thuộc vào sao cao của các bạn nữa. Thì hiện tại cái mình đang sử dụng đây là Focusrite thì nó khá là đơn giản. Đó. Sau khi tạo ra hai check như này rồi thì các bạn sẽ setup chuỗi hiệu ứng như đó. Đầu tiên là cái check vocal vào insert. Ở cái phần mềm này mình thấy một cái điểm hạn chế là cái phần insert và phần và send này nó chỉ cho giới hạn một số chèn bốn hiệu ứng, tối đa bốn hiệu ứng, hoặc có thể là mình chưa mò ra để thêm vào, nhưng mà thường phải dùng thủ thuật. Cái chuỗi hiệu ứng này thì nó thực ra là nó không có một cái công thức nào cụ thể, là tùy các bạn chỉnh. Nhưng ở đây cái chuỗi mình chỉnh là chèn đầu tiên vào là một con trong cái bộ RX9 của hãng iZotope. Nó là một cái con xử lý tiếng ồn của môi trường xung quanh.
Thì tốt nhất là nếu như bạn có một cái phòng thu đạt chuẩn sẽ không cần những con này nữa, nếu mà có một cái phòng thu chuẩn. Còn nếu bạn sử dụng phòng ngủ hay phòng làm việc thì có lẽ phải cần đến con này, tại vì một số các hiệu ứng khác nó xử lý tiếng ồn của môi trường xung quanh đó. Hiện tại mình đang ở trong phòng làm việc và có cái quạt gió rất là ồn, thế mình phải bypass thì các bạn nghe thử đấy là tiếng ồn môi trường đấy. Bật lên thì nó sẽ đỡ hơn, tuy nhiên thì cái giọng và cái này nó rất là bí. Chuỗi tiếp theo mình chèn nó là một con vocal rider light và sử dụng một cái preset của nó, một smooth rider. Tất nhiên sau đó là chèn một cái con chỉnh cao độ cho vocal, chỉnh cao độ tự động cho vocal là auto tune. Thì con này các bạn nhớ là tích vào cái mức low latency này để chỉnh nó cái độ trễ của nó hạn chế độ trễ trong thời gian thực. Con tiếp theo cho chuỗi hiệu ứng là con Pro Dias của bộ Pháp Filter, nó xử lý những tiếng sụt sạt, tiếng chóp chép liệm. Đây là trên phần insert của jack vocal. Jack nhạc cụ thì các bạn sẽ chèn một con auto key. Con này là cái con dò tông tự động, nó sẽ dò tương đối chuẩn xác cái tông của bài hát và nó chuyển sang cái auto tune cho các bạn. Tuy nhiên là cái này đấy mình bảo là phải chọn lên 3 đến 4 5 6 tùy của bạn, thì để mục đích là nó lấy được cái âm thanh của những ứng dụng khác bên ngoài cái phần mềm này. Ví dụ hiện tại ở đây mình lấy ở trên YouTube chẳng hạn. Xong cái thiết lập ở phần này các bạn mở cái mixer lên. Mixer ở đây thì mình có chèn hai cái hiệu ứng bên ngoài nữa vào, đấy là reverb và ba cái reverb, delay và flanger. Đây là cái con meta flanger ở trong bộ wave. Đấy. Và mình nhấn vào chữ E này, một con timeless 3 trong bộ pháp filter delay, một con reverb của hãng Liquid Sonics Illusion. Ba con này thì ba con này thì mình sẽ để nó phần sen của cái track tổng vocal này. Thì nôm na như này, tín hiệu đầu vào, âm thanh đầu vào nó sẽ đi qua cái check mà chúng ta vừa thiết lập trong đấy, check live vocal này, check live vocal đấy chuyển qua cái check tổng V group này. Về từ V group này nó sẽ gửi một phần tín hiệu qua cái bọn reverb, delay, flanger. Đấy. Sau đó là tất cả cái đám này nó sẽ đi ra cặp tiếng. Đấy là cái đường đi âm thanh. Thì ở cái phần trước khi ra cả tiếng, trước khi ra cả tiếng thì có lẽ mình sẽ chèn thêm một cái con nữa vào, thì các bạn sẽ vào phần effect search là một này thì mình thấy nó hơi chậm trong cái khoảng tìm kiếm này, có lẽ là những cái bản update sau này nó sẽ khá hơn. Mình chỉ chèn con là một cái đây và chọn chế độ mastering.
con Liên Peter. Đây là cái chuỗi setup của mình. Như vậy là có thể sử dụng được rồi. Rồi thì khi mình hát thì mình sẽ tăng cái thằng tùy vật lên một tí, bật cái delay lên. Đây. Và như vậy chúng ta có thể phát trực tiếp và quay lại cái project chúng ta đang làm. Bây giờ mình sẽ hát cái vô một đoạn. Chiếc móc vu vơ anh cho em lối mong chờ, và rồi chợt bước đến khi lẻ loi. Yêu em như thế sao không như sóng cuộn trào, bên em hôm nay mà mãi chỗ nào. Sao ta không yêu cho nhau, anh yêu em cũng vô bờ, đời chờ bóng thấy như cũ. Bên em anh rất vui, chia tay thấy ngậm ngùi. Ra đi anh lưu luyến hình bóng em mà thôi. Dù bàn chân anh bước mà hôn sao trắng rơi, đời anh vui đời anh sống bên em qua kiếp người. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và rồi trong chân kiếp sẽ cho đời ta có. Dù bàn chân anh bước mà hôm sao trắng rơi, đời anh vui đời em sống bên em qua kiếp người. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và rồi trong chân kiếp sẽ cho người ta có đôi. Ta không hiếm cho nhau, anh yêu em cũng vô bờ, đã chờ đã bóng thấy như cũ côi. Bên em anh rất vui, chia tay thấy ngậm ngùi. Ra đi anh lưu luyến hình bóng em mà thôi. Dù bàn chân anh bước mà hôn sao trắng rơi, đời anh vui để em sống bên em qua kiếp người. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và dù trong duyên kiếp trên trọn đời ta có đôi. Người ra đi mãi mãi